phố khung công phong lúa sọc bình yên nước khát cảnh đà chà hai đôi đà frame và tình ốc nhiên bằng đấng ấy thà hôm trong tình yên tình ốc cứ xa cảnh nông nhóm bông ôn tình ốc nhiên tới tôi sẽ làm đi tại các mặt hiệp ở trong thông tin được bông bông ôn và chia phố rốt cái đôi chìa ca bà con được bò được chìa như hình lưu ngây được bò bộ phòng trăm ngày chị đà ông chà chắc sao đây thà nó tốt lắm đi cho mình nông nhóm bông ôn tình ốc nhiên tới tôi sẽ làm nơi sẽ cảm mặt hiệp ở ngoấy mình to tiết xong tới tôi sẽ làm chung mơ nâng nhiên trong bất ta tay nhóm vô chung và nì và dụ học sắp phẩm buồn cho nàm chắc thơ tăng vì nhóm mà dụ đọc buồn cho nàm chè to to nghe bị đôn xa mà cũng đà gì em chè bà hát bà hát em thấy chè thơ thơ tầy có chè to nghe tăng vì phục đài con đôn xa con bà đài con chè to khi em là con tờ riêng là xà lá ở đây ớt miền này ớt miền chia chôn nơi đồng bọn ấy bị đàm láng dưới đó sẽ tạch chiêng miền chiêng bạc mà không được vùng luôn như thế này còn đây đó là khỏi mà tiết tư càng nghe về chậm nấu sau rồi đó chậm nấu sau dân tư còn chạy thật bàn chạy ở càng nghe thật xên chẳng hết nè nẹt lạc của chậm nạc sẽ đọc tư nẹt lạc của chậm một là bọp xên dân tư đôi sọt là ngay nè nẹt chiêng nè nơi sau phải chỉ 30 phía rồi thì thì chiêng vì đã tăng phí đã âm khá nó là hốt nó khá nóng đi thì phí chua mọt là lấy sất chiêng mà với ca nghiêm mình đánh á nẹ tinh tràn là lỡ ở đây nẹ tinh to cả khi nẹ viên thôn thiên là gì tỉnh vì đã âm chà chà vì đã âm tẹn nát của mình là đánh bỏ ọp xla bỏ ọp một lưu ấy cho nắm mơ nhưng mà thấy cái nông tu quát nguyên ngủ đặt tăng ấy chìa là bỏ nụ sầu rì chẳng hạn á gọi miền ta là ớt mưa ấy mà chua tẹt chiêng nữa ớt mưa đọc tẹt nguyên mua nguyên tí chiêng luôn anh sẽ đẹp không chẳng hạn là quả chân càng nghĩa ớt mưa ta chậm nấu tiếp thôi ở rùa chì bà bọn chào vì bà đài nhẹ thôi chiêng ớt sơ hồ tí xa chăm ta khi mà đọc tẹt rồi đòn chân cái này nó có ớt sơ miên là người ta chủng đấu đấy nhớ ớt sơ miên tình thì được nhóm nó mổ tịt xa muốn mà mình thừa rồi tịt xa sân nhóm mà tây tạng thì muốn nó nhóm chiêng miên thì chiêng miên của phụng đại thì nhóm còn chiêng miên đấy á chiêng miên rồi tòa mà tia tư cả nghiêng miên thì thấy đôi đằng dẹp nó hoàng ngày nó thấy phế nẹ tinh nó tam hàng nó kéo dương thừa sport yeah nó giao chặt là spawn đi spawn lươn này spawn sau này nó dùng spawn lươn spawn nguyên phi giang giang spawn có hóm giang spawn lươn spawn có hóm nó đôi chú nó hùng được tự ấy nó có hóm mình ngại spawn có hóm anh nó so chánh phí sai lươn dương để cái cháu đó thì cháu nó nhiều tình cho nó nhưng sao lọ đừng phải lấy cân nhưng mà muốn nhóm em dân cân dân ấy dân cân con nhóm em là nhóm sẽ chặt sọ luôn anh ấy luôn anh chẳng hỏi nhưng đó là nhóm ở lời chả hỡi đại phê gọt bán tình con gì mà thử tờ chân con vì thực tế khẻ ở ngoài thế hỏi ngày này nhưng sầu riêng phải lật con bán tình vì Việt Nam tình vì chân tình vì con hàng na cái miên nhắn là dương tinh mà nè tinh như mặt người thật đấy tại tụi lại xong ngay nó bị cho vì muốn ca thằng ngữ nó phải tích của xong nhưng ai vì ta so tụi lại bằng chờ tích tại mà lấy nó bị so này tại vì so ta múc ở đây khi có món miếng hào thứ còn bỏ chè chè dùng sò bàn chè tịch đứng như tới tám nhẹ tính chúng ta cái áo mà chưa ru mà khoan là chưa ru về dùng thừa bàn thừa ở kia trắng này nhẹ chiêu cái giờ lạnh của bạch ấy đôi thằng bạch mai nhưng thừa bạch mai thì thành ta bực bạch xây vì nắng ở kia vô ru mọi giường rồi bỏ để thử thừa nắng cana đôi thằng thừa
là bọn chân mua nhắn nè. Nhưng thật là lạch luôn dừa. Đồng bây đạo vậy đó, ông ta rơi riêng. Mình còn là tha vừa hơi chẳng thư ấy mua nhắn ấy dọa là bọn xe mà đạo ở trên riêng ở bàn. Đó là lạch ở trơi riêng dừa. Nhưng mình đẩy cái ngậy cái ngọ chớn nè. Chớn mạ chớn thư ấy. Đôi kết chỉ hướng phê lía dũ á. Thấy ai mình ca ọt thôn to xù bằng hồn bàn ấy bởi ta chân hay đôi ta mình chóng á dễ dàng chóng bởi mình chóng thư ọt bàn càng nghĩa anh thương một bàn mà thư ọt chân dự rút riêng ấy đấy vì bàn là kịp hở lướt đại tình chúa chê tấn còn ta ai chắc chỉ chùm niên ở chê chọc trong chọc đám ọt ọt bàn bởi kết vì phần bán nè mình chết cứ của bạn không? Dạ. Vậy giờ chắc chọc. Bơi hỏa ngày tới. Ba bà. Tòa mày. Xe này ứng thế là tu chứ là xa tu giờ ẩn ẩn chẳng. Chiêng khá xa bàn. Xa mình ban mà đã chê hôn rồi. Rồi đôi nhóm một lọc thơ chiêng viên chiêng ấy chẳng tới viên đôi chiêng thao mặt đàn. Viên đôi ọt viên ấy tùa ấy của bà. Nhóm vậy đó con nó có mùi nè bỏ bấy xảy bầy ta che chiên nó hót nè còn đây đó mà dạ cam môn ca trình ưu nâng sẽ được cây dịch lẹ trong con như thầy chanh thầy hồ ca nghiệp xảy nông bầy chiều thiệt nhớ đó rồi cho ập đây nó hơi ở dù mà thư với nhà thầy thì ca nghe nâng chẳng và ta phô mặt cư dân to phư phư tầng ớt tầng khliên tầng ban tầng mình ban chạy thư tới ở ấy đi hơi ban ta chúc tới thư ca nghe tên nhá ấy còn mà chạm đến lên chọn lên đồng bò được thả chân á lên chọn mà đi chân ủa mà tới ca nghe nó chưa thở ca ớt một mình tên ớt một nào mọi người ớt một này dễ ca nghe đến cái đạo ấy thư mày thư mày á có du bằng chanh du mà du toàn ca sắc xà đọc bị sầu vừa hỏi tôi mà xa dân tới ôi khi mà mưa mà xa thì mình thời thì khâu được khâu hỏi cài thì chẳng á cài trốn nước trốn xa này nên câu cái nhẹ xa lạ nâng phải dương con là ta thuộc thì rất phần thành cái này na do chữ ở thôn đại đi tới chữ rồi lại na do xe đó bây giờ chỉ cắt xe những cái do xe thì tại vì của ca nghĩa nâng ta ọt đặc xài nâng cứ ọt xài ọt trâu thì ọt trâu có buôn ọt trâu có buôn còn mình xài nâng ạc xài nâng kia vầy tích và đào rồi chẳng vầy mập lương vi phương nên mập lương nè bởi trong vi phương chả lạ mà đong tiệt chả chua chô hết vô chả lạ mà đong tiệt nâng vi phương chả hạ vi phương nhóm vừa dễ tới nhóm thưa to là nhóm thưa lên cao thưa lên cao và nhóm chúc ấy tụng lễ ở nắng kia chạy ở cầu vừa nhóm mặt ơi bắt bọn nghe trong ở đồng khan ông kia đấy ấy nè ở đây trong ở sông ông con ông thờ ba ông ạt trên của con ba trong chặt ba mơ quá ba nè ông ត្រូវការភាពផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងនៅតែជួយបន្តគាំទ្រស្នាដៃសិល្បៈដែលធ្វើអំពីដីដើម្បីជួយលើកស្ទួយដល់ជីវភាពបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងផងក៏ដូចជាជួយលើកស្ទួយនៅសិល្បៈរបស់ខ្មែរយើងផងដែរចា៎អញ្ចឹងក្នុងឆុងពីនេះពីនោះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏សូមអរគុណដល់ប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដើម្បីតាមដានទស្សនាផងដែរ អញ្ចឹងនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនេះខ្ញុំនឹងនាំនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនេះខ្ញុំសន្យាថានឹងពួននាំយកសកម្មភាពថ្មីប្លែកដើម្បីមកចែកជូនអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ